Gan ngỗng có giá thành cực kỳ cao, thường chỉ giới quý tộc mới có thể mua được. Mặc dù món ăn này đã bị cấm ở nhiều quốc gia vì sự nhân đạo, nhưng vẫn rất nhiều người muốn thưởng thức nó nên tìm mua bằng mọi cách. Để sản xuất gan ngỗng, hàng ngày công nhân phải dùng ống hút bơm tới 1 đến 2 kg ngũ cốc và chất béo vào dạ dày của chúng. Quá trình này được gọi là ép ăn. Việc ép ăn khiến gan của những con ngỗng này phình ra gấp 10 lần kích thước bình thường. Nhiều con gặp khó khăn trong việc đứng bởi vì phần gan căng cứng làm bụng của chúng bị biến dạng và chúng có thể tự xé lông và tấn công nhau do căng thẳng. Một phóng viên của Newsweek đã đến thăm một trang trại của nhà máy can ngỗng, mô tả những con ngỗng là bơ phờ và thường bị que vì nhiễm trùng chân do đứng trên tấm lưới kim loại trong chuồng nuôi. Các vấn đề sức khỏe phổ biến khác bao gồm tổn thương thực quản, nhiễm nấm, tiêu chảy, suy giảm chức năng gan, căng thẳng do nhiệt, tổn thương và gãy xương ức. Một cuộc điều tra của PETA tại New York cho thấy, một công nhân sẽ ép 500 con ngỗng ăn mỗi ngày Tốc độ đó có nghĩa là họ thường đối xử thô bạo với những con ngỗng và khiến chúng bị thương, đau đớn. Vì vậy, nhiều con bị chết vì nội tạng bị vỡ do ăn quá nhiều. Một công nhân nói với điều tra viên của PETA rằng, anh ta có thể sờ thấy những cục giống như khối u do bị ép ăn trong cổ họng của một số con ngỗng. Nhiều con bị vết thương ở cổ do dòi cắn rất nghiêm trọng, đến nỗi nước tràn ra ngoài khi nó uống. Một cuộc điều tra khác của PETA tại thung lũng Hudson vào năm 2013 đã ghi lại rằng, Trước thời kỳ ép ăn, hàng nghìn con ngỗng con đã bị nhồi nhét vào những cái chuồng khổng lồ giống như nhà kho. Điều tra viên của PETA đã thấy các công nhân kéo củ ngỗng dọc theo sàn nhà và kẹp chúng vào giữa hai chân trước khi cho các ống truyền bằng kim loại xuống cổ họng của chúng. Việc sản xuất gắn ngỗng quá độc ác đến nỗi California đã cấm sản xuất. Việc ép ăn thịt động vật là vi phạm pháp luật ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Israel, Đức, Na Uy và Hoa Kỳ. Ấn Độ cũng đã cấm nhập khẩu gắn ngỗng có nghĩa là nó không thể được bán hợp pháp ở bất cứ đâu trong nước